Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 4 phẩm song yếu. Nó mắng tôi, đánh tôi. Nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy. Hận thù được tự nguôi. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Hận thù bắt đầu từ đâu? Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những va chạm, những tổn thương từ người khác. Có những lúc chúng ta bị mắng chửi, bị xúc phạm, thậm chí bị đánh hoặc bị cướp đi những thứ quý giá. Những tổn thương đó dễ dàng khiến lòng ta trỗi dậy cảm giác tức giận, thù hận. Điều này hết sức tự nhiên, nhưng vấn đề quan trọng hơn là chúng ta sẽ làm gì với những cảm xúc đó. Liệu chúng ta sẽ giữ chặt sự thù hận, nuôi dưỡng nó trong tâm trí, hay tìm cách buông bỏ để hướng đến sự bình an? Bài kệ, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Là lời nhắc nhở rằng việc giữ chặt hận thù sẽ chỉ làm tăng thêm khổ đau. Cảm giác hận thù không phải là cách giải quyết vấn đề. Trên thực tế, nó là một gánh nặng vô hình, kéo dài và ảnh hưởng tiêu cực đến cả tâm hồn lẫn thể xác. Vậy hận thù thực sự bắt đầu từ đâu? Hận thù là phản ứng tự nhiên của con người. Con người là những sinh vật có cảm xúc, và khi bị tổn thương, phản ứng tức giận là điều rất tự nhiên. Chúng ta không thể ngăn chặn việc cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương khi ai đó mắng chửi hay làm điều gì đó sai trái với mình. Tuy nhiên, cảm giác ban đầu đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta lựa chọn cách xử lý những cảm xúc đó. Một ví dụ trong cuộc sống hàng ngày, khi ai đó mắng chửi bạn, có thể là một người đồng nghiệp hay một người thân trong gia đình, phản ứng đầu tiên của bạn thường là tức giận. Bạn có thể nghĩ rằng người đó đã sai. Đã thiếu tôn trọng bạn, và bạn cảm thấy cần phải đáp trả lại. Điều này có thể dẫn đến một cuộc cãi vã không có hồi kết, làm cả hai người đều thêm đau khổ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định không phản ứng ngay lập tức? Nếu thay vì tức giận, bạn lùi lại, hít thở sâu và suy nghĩ xem tại sao người kia lại hành động như vậy. Có lẽ họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có lẽ họ cũng đang chịu áp lực và vô tình trút giận lên bạn. Khi bạn thay đổi cách nhìn nhận, cảm giác tức giận dần dần sẽ được thay thế bằng sự thấu hiểu và cảm thông. Hiềm hận và lòng tự ái. Một trong những nguyên nhân chính khiến hận thù trỗi dậy là lòng tự ái. Khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương, lòng tự ái của chúng ta bị xúc phạm, và điều này khiến chúng ta càng dễ ôm giữ cảm giác hận thù. Lòng tự ái khiến chúng ta nghĩ rằng mình phải trả thù, phải đáp trả lại người kia để bảo vệ danh dự, bảo vệ cái tôi của mình. Ví dụ, trong một cuộc tranh cãi giữa hai người bạn, một trong số họ có thể lỡ lời nói ra những điều không phải. Người còn lại cảm thấy bị xúc phạm và cho rằng mình cần phải đáp trả lại bằng những lời nói còn sắc bén hơn. Tuy nhiên, việc này chỉ làm cho mối quan hệ thêm rạn nứt và nỗi đau thêm sâu sắc. Nếu cả hai người đều biết cách buông bỏ lòng tự ái, học cách tha thứ và chấp nhận rằng ai cũng có lúc sai, họ sẽ có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta cần nhận ra rằng lòng tự ái là một trong những rào cản lớn nhất ngăn chúng ta buông bỏ hận thù. Khi chúng ta quá coi trọng bản thân mình, chúng ta sẽ dễ bị tổn thương bởi những hành động hoặc lời nói của người khác. Nhưng nếu chúng ta biết cách nhìn nhận mọi chuyện dưới góc độ khách quan hơn, biết chấp nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ và không để những cảm xúc tiêu cực chi phối. Tác động của hận thù lên cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta ôm giữ hận thù, chúng ta không chỉ làm tổn thương tâm hồn mình mà còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, thù hận có thể gây hại cho tim mạch, hệ tiêu hóa và làm suy giảm hệ miễn dịch. Không chỉ vậy, hận thù còn làm cho tinh thần của chúng ta luôn trong trạng thái căng thẳng, lo âu, làm mất đi niềm vui và sự bình an trong cuộc sống. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ôm giữ lòng thù hận với một người đã làm tổn thương bạn trong quá khứ. Mỗi khi nghĩ đến người đó, cảm giác tức giận lại trỗi dậy trong bạn, làm bạn mất đi sự bình yên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn,
mà còn có thể làm xáo trộn các mối quan hệ hiện tại của bạn. Bạn có thể dễ dàng nổi nóng với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp chỉ vì bạn đang mang trong lòng những cảm xúc tiêu cực chưa được giải tỏa. Một ví dụ khác là khi chúng ta giữ lòng thù hận với một người đã phản bội mình trong tình yêu. Thay vì buông bỏ và tiếp tục cuộc sống, chúng ta lại mãi chìm đắm trong những suy nghĩ trả thù, nhớ lại những tổn thương đã qua. Điều này chỉ làm chúng ta mất đi thời gian, năng lượng và cả những cơ hội mới trong cuộc sống. Làm thế nào để buông bỏ hận thù? Buông bỏ hận thù không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi chúng ta đã bị tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng việc ôm giữ hận thù không mang lại lợi ích gì cho mình. Nó chỉ khiến chúng ta thêm khổ đau và làm mất đi sự bình yên trong tâm hồn. Một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để buông bỏ hận thù là thực hành chánh niệm. Khi chúng ta nhận thức rõ ràng về những cảm xúc tiêu cực trong lòng, chúng ta có thể học cách kiểm soát và buông bỏ chúng. Hãy thử ngồi xuống, nhắm mắt và hít thở sâu. Khi bạn nhận ra rằng mình đang cảm thấy tức giận hoặc thù hận, hãy thở ra và tưởng tượng rằng bạn đang thả lỏng những cảm xúc đó. Hãy nhớ rằng không có ai ngoài chính bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Một ví dụ trong cuộc sống hàng ngày, một người cha từng có mối quan hệ căng thẳng với con trai mình vì những xung đột trong quá khứ. Ông luôn cảm thấy tức giận mỗi khi nghĩ đến con trai, và điều này đã làm tổn thương cả hai. Nhưng khi ông bắt đầu thực hành chánh niệm, ông nhận ra rằng chính sự ôm giữ hận thù đã làm mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Dần dần, ông học cách buông bỏ, tha thứ cho con trai mình, và từ đó, mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy lựa chọn bình an, không phải hận thù. Cuối cùng, chúng ta cần hiểu rằng bình an và hận thù không thể cùng tồn tại. Nếu chúng ta lựa chọn ôm giữ hận thù, chúng ta sẽ mất đi sự bình an. Ngược lại, nếu chúng ta chọn buông bỏ, chọn lòng tha thứ, sự bình yên sẽ tự tìm đến với chúng ta. Có những người đã phải đối diện với những tổn thương rất lớn trong cuộc sống, nhưng họ vẫn lựa chọn sự tha thứ thay vì thù hận. Điều này không có nghĩa là họ yếu đuối hay dễ dãi, mà là họ hiểu rằng giữ hận thù chỉ làm họ thêm khổ đau. Tha thứ giúp họ giải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ và sống tiếp với niềm vui và sự an lạc. Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khi đối diện với những tổn thương, hãy nhớ rằng việc ôm giữ hận thù sẽ chỉ làm chúng ta thêm đau khổ. Hãy học cách buông bỏ, học cách tha thứ, để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và tạo ra một cuộc sống trọn vẹn hơn. Thay vì để hận thù chi phối cuộc sống của mình, chúng ta hãy chọn lòng từ bi, sự bao dung và sự tha thứ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự giải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ và tìm thấy niềm vui trong hiện tại. Hiềm hận gánh nặng vô hình. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc cảm thấy bị tổn thương hay bị xúc phạm. Có thể đó là một câu nói thiếu suy nghĩ từ đồng nghiệp, một hành động vô ý từ người thân, hoặc thậm chí là sự phản bội từ một người bạn. Những tình huống này thường để lại trong chúng ta những cảm xúc tiêu cực, và nếu không xử lý đúng cách, chúng sẽ chuyển hóa thành hiềm hận. Hiềm hận giống như một gánh nặng vô hình mà chúng ta mang trên vai. Nó không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn âm thầm hủy hoại cuộc sống của chúng ta một cách tinh vi. Hãy cùng khám phá sâu hơn về những hậu quả của hiềm hận và cách mà nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Hiềm hận là gì? Hiềm hận không phải là cảm giác tức giận tạm thời. Nó là trạng thái cảm xúc kéo dài, nơi mà một người liên tục nghĩ về những gì đã xảy ra và cảm thấy mình bị đối xử bất công. Hiềm hận thường bắt nguồn từ một tổn thương sâu sắc, và khi không được giải quyết, nó sẽ âm ỉ trong tâm trí, ngày càng trở nên nặng nề hơn. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn bị một người bạn phản bội. Lúc đầu, bạn cảm thấy tức giận, buồn bã, và không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Nhưng thay vì tìm cách đối diện và giải quyết, bạn giữ lấy cảm xúc đó, mỗi ngày đều nghĩ về những gì đã xảy ra và cảm thấy căm phẫn. Dần dần, sự tức giận ban đầu trở thành hiềm hận. Mỗi khi nhìn thấy người đó, bạn lại thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc tiêu cực, không thể quên đi được. Điều này khiến cho cuộc sống của bạn trở nên căng thẳng và mệt mỏi, dù rằng người kia có thể đã quên đi sự việc từ lâu. Hiềm hận và sự phá hoại tinh thần. Hiềm hận không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn có thể hủy hoại tinh thần của chúng ta. Khi ta ôm giữ hiềm hận, tâm trí luôn quay cuồng với những suy nghĩ về sự bất công.
Những cảm xúc tiêu cực này không chỉ làm mất đi sự bình an trong tâm hồn mà còn dẫn đến sự căng thẳng, lo âu và thậm chí là trầm cảm. Ví dụ, một người phụ nữ từng chia sẻ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Chồng cô không chung thủy, và khi phát hiện ra, cô cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Thay vì giải quyết vấn đề hoặc rời xa cuộc hôn nhân đó, cô chọn cách ôm giữ sự thù hận đối với chồng. Mỗi ngày, cô đều suy nghĩ về những hành động phản bội của anh ta, cảm giác như mình là nạn nhân trong cuộc sống. Cuối cùng, điều này không chỉ phá hủy tâm trí của cô mà còn làm cô mất đi niềm vui trong cuộc sống, xa cách con cái và những người thân yêu khác. Hiềm hận đã trở thành một gánh nặng vô hình mà cô không thể buông bỏ. Tác động lên sức khỏe thể chất. Ngoài việc ảnh hưởng đến tâm lý, hiềm hận còn có tác động lớn lên sức khỏe thể chất của chúng ta. Khi tâm trí liên tục ở trong trạng thái căng thẳng và tức giận, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tiết ra các hormone căng thẳng như cortisol và adrenaline. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như huyết áp cao, bệnh tim mạch, và thậm chí là hệ miễn dịch suy giảm. Một nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những người giữ lòng thù hận và hiềm hận trong thời gian dài có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn so với những người có thái độ khoan dung và biết buông bỏ. Cơ thể của chúng ta không được thiết kế để đối mặt với sự căng thẳng liên tục. Khi chúng ta giữ hiềm hận, hệ thống thần kinh liên tục bị kích thích, dẫn đến việc cơ thể luôn ở trong trạng thái chiến đấu, một trạng thái rất có hại cho sức khỏe nếu kéo dài quá lâu. Ví dụ, một người đàn ông làm việc trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Anh ta cảm thấy bị đồng nghiệp cướp đi cơ hội thăng tiến và bắt đầu nuôi dưỡng sự thù ghét trong lòng. Thay vì tìm cách giải quyết hoặc chấp nhận sự việc, anh ta liên tục suy nghĩ về sự bất công mà mình phải chịu. Kết quả là anh ta bắt đầu bị đau dạ dày, huyết áp tăng cao và mất ngủ kéo dài. Những biểu hiện này không phải do công việc quá căng thẳng, mà phần lớn đến từ cảm xúc hiềm hận mà anh ta không thể buông bỏ. Hiềm hận và các mối quan hệ. Khi chúng ta giữ hiềm hận, không chỉ bản thân chúng ta bị ảnh hưởng, mà các mối quan hệ xung quanh cũng sẽ chịu tác động. Người ta thường có xu hướng xa lánh hoặc đối xử không tốt với những người mà họ hiềm hận. Điều này dẫn đến các xung đột và mối quan hệ trở nên căng thẳng. Ví dụ, hãy tưởng tượng một người vợ cảm thấy bị chồng đối xử không công bằng. Cô ấy giữ trong lòng sự tức giận mà không chia sẻ hoặc tìm cách giải quyết. Dần dần, cô ấy bắt đầu lạnh nhạt với chồng, không còn muốn trò chuyện hay chia sẻ với anh ta như trước đây. Điều này khiến cho mối quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên xa cách. Cả hai không còn sự gần gũi và tình cảm như trước. Sự hiềm hận trong lòng người vợ không chỉ làm tổn thương cô mà còn làm hỏng cả mối quan hệ vợ chồng. Không chỉ trong hôn nhân, hiềm hận còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác như bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình. Một người có thể giữ lòng thù hận với bạn bè vì một mâu thuẫn nhỏ, và từ đó mối quan hệ dần rạn nứt. Đôi khi, những cảm xúc tiêu cực này không được bộc lộ ngay lập tức, nhưng chúng sẽ âm ỉ, làm cho mối quan hệ ngày càng trở nên khó khăn và không thể cứu vãn. Giải pháp cho hiềm hận. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể buông bỏ hiềm hận và tìm lại sự bình an trong tâm hồn? Đức Phật đã dạy rằng, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Đây chính là lời giải đáp cho vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Khi không ôm giữ những cảm xúc tiêu cực, khi không để lòng thù hận chi phối, tự nhiên tâm trí của chúng ta sẽ được thanh thản, và hận thù sẽ tan biến. Một phương pháp hữu ích để giải tỏa hiềm hận là học cách tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận mọi lỗi lầm mà người khác gây ra, mà là cách chúng ta giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của cảm xúc tiêu cực. Tha thứ là một hành động mạnh mẽ, giúp chúng ta vượt qua sự giận dữ và tạo ra không gian cho những cảm xúc tích cực hơn. Ví dụ, một người đàn ông đã học cách tha thứ cho cha mình sau nhiều năm không liên lạc. Người cha đã bỏ rơi gia đình từ khi anh ta còn nhỏ, và suốt thời gian dài, anh ta luôn cảm thấy tức giận và oán hận. Nhưng khi anh ta chọn cách tha thứ, thay vì giữ lại những cảm xúc tiêu cực, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều. Tha thứ không chỉ giúp anh giải thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ mà còn giúp anh tạo dựng lại mối quan hệ với cha mình. Một cách khác để buông bỏ hiềm hận là thực hành lòng từ bi. Khi chúng ta phát triển lòng từ bi đối với người khác, chúng ta sẽ hiểu rằng ai cũng có những nỗi đau và khó khăn riêng. Điều này giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tha thứ và buông bỏ sự thù hận.
Thay vì tập trung vào lỗi lầm của người khác, hãy tập trung vào những điều tích cực mà họ mang lại cho cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn bị đồng nghiệp chỉ trích một cách không công bằng, thay vì cảm thấy tức giận và ôm giữ sự hiềm hận, hãy cố gắng hiểu rằng có thể họ đang gặp phải áp lực công việc hoặc căng thẳng cá nhân. Khi bạn biết cách nhìn nhận từ nhiều góc độ, bạn sẽ dễ dàng buông bỏ hiềm hận và tiếp tục cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Hiềm hận thực sự là một gánh nặng vô hình, nhưng lại có tác động rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nó làm chúng ta mất đi sự bình yên, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, và làm hỏng các mối quan hệ quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta có thể buông bỏ nó bằng cách tha thứ, thực hành lòng từ bi và học cách sống trong sự bình an. Khi không ôm giữ hiềm hận, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Buông bỏ hiềm hận để tìm thấy sự bình an. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những tình huống khiến mình tức giận, cảm thấy bị xúc phạm hoặc thậm chí bị phản bội. Những lúc như vậy, cảm xúc tự nhiên của con người là phản ứng tức giận và giữ chặt lòng hận thù trong lòng. Tuy nhiên, điều này không chỉ làm cho tâm trí của chúng ta trở nên mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến cách chúng ta sống và tương tác với người khác. Buông bỏ hận thù và những cảm xúc tiêu cực có thể giúp chúng ta tìm thấy sự bình an thực sự và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Hận thù giống như uống thuốc độc. Có một câu nói phổ biến rằng, hận thù giống như uống thuốc độc và chờ đợi người khác chết. Điều này thật đúng với tâm trạng khi chúng ta giữ chặt những cảm xúc thù hận trong lòng. Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, dù bằng lời nói hay hành động, phản ứng đầu tiên thường là mong muốn trả thù hoặc khiến người đó phải chịu đau khổ như chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp tục ôm giữ những suy nghĩ này, chính chúng ta là người chịu đựng, không phải người đã gây ra nỗi đau. Hãy tưởng tượng một ngày bạn bị đồng nghiệp chỉ trích công khai trước mặt mọi người. Bạn cảm thấy tức giận và tổn thương. Trong đầu bạn có thể lặp đi lặp lại những suy nghĩ như tôi phải trả đũa. Làm sao người đó dám nói như vậy? Nhưng càng suy nghĩ như vậy, bạn càng bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực và không thể tập trung vào công việc. Trong khi người đồng nghiệp kia có thể không còn nghĩ đến điều đã xảy ra, bạn lại để cảm xúc này ám ảnh cả ngày, thậm chí nhiều tuần sau. Thực tế, hận thù không hề giải quyết được vấn đề. Khi chúng ta nắm giữ nó, chúng ta chỉ làm cho bản thân đau khổ hơn. Giống như uống thuốc độc, nó chỉ làm hại đến chính chúng ta. Thay vào đó, nếu chúng ta học cách buông bỏ, lòng chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và chúng ta có thể tiếp tục sống một cách thoải mái. Hiềm hận gánh nặng vô hình. Một trong những lý do khiến nhiều người không thể buông bỏ hận thù là bởi họ không nhận ra rằng sự thù ghét đó là một gánh nặng vô hình mà họ đang mang theo. Mỗi khi chúng ta ôm giữ cảm xúc giận dữ hoặc oán hận, chúng ta thêm một viên đá vào chiếc ba lô tinh thần mà chúng ta mang trên vai. Qua thời gian, những viên đá này trở nên nặng nề hơn, khiến chúng ta mệt mỏi và không còn đủ sức lực để tận hưởng cuộc sống. Hãy nghĩ về một câu chuyện của một người mẹ đơn thân. Chồng cô đã bỏ rơi cô và con cái khi họ đang gặp khó khăn về tài chính. Cô cảm thấy bị phản bội, tức giận và oán hận suốt nhiều năm. Cô nghĩ rằng chồng mình đã phá hoại cuộc đời cô và không thể nào tha thứ cho anh ta. Tuy nhiên, những năm tháng oán giận chỉ làm cho cô thêm đau khổ. Sự tức giận không giúp cô giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm cho cô trở nên u uất, không thể tập trung vào việc nuôi dạy con cái và làm việc. Một ngày nọ, cô quyết định buông bỏ cảm giác oán hận đối với chồng cũ. Cô nhận ra rằng việc tha thứ không phải là để giúp anh ta, mà là để giải phóng chính bản thân mình. Sau khi quyết định buông bỏ, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, và từ đó, cô có thể tập trung vào việc xây dựng lại cuộc sống cho mình và con cái. Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng nó giúp cô sống thoải mái hơn trong hiện tại. Buông bỏ không có nghĩa là yếu đuối. Nhiều người nghĩ rằng buông bỏ hận thù đồng nghĩa với việc chấp nhận sự bất công hoặc trở nên yếu đuối. Tuy nhiên, buông bỏ là một hành động mạnh mẽ. Nó đòi hỏi sự can đảm và quyết tâm để không cho phép những cảm xúc tiêu cực tiếp tục kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra hoặc cho phép người khác tiếp tục làm tổn thương chúng ta, mà là chúng ta chọn cách không để quá khứ làm hại đến hiện tại và tương lai của mình. Câu chuyện về Nelson Mandela là một ví dụ điển hình. Sau khi bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, ông có mọi lý do để oán hận những kẻ đã áp bức mình. Tuy nhiên,
Khi ra khỏi tù, ông đã không chọn con đường trả thù. Thay vào đó, ông chọn con đường hòa giải, đưa đất nước tiến lên. Ông hiểu rằng việc ôm giữ hận thù sẽ chỉ kéo dài sự chia rẽ và đau khổ, không mang lại hòa bình cho đất nước của mình. Tha thứ đã giúp ông không chỉ giải phóng chính mình mà còn cả dân tộc Nam Phi. Chúng ta có thể học hỏi từ ví dụ này. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể gặp phải những tình huống khiến mình cảm thấy bị phản bội hoặc đối xử bất công. Nhưng thay vì để những cảm xúc tiêu cực đó chi phối, chúng ta có thể chọn cách buông bỏ và tìm đến sự bình an. Điều này không có nghĩa là chúng ta trở nên yếu đuối, mà ngược lại, đó là sức mạnh để vượt qua sự tổn thương. Làm thế nào để buông bỏ hận thù? Buông bỏ không phải là điều dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn có thể thực hiện được nếu chúng ta bắt đầu từ những bước nhỏ. Một trong những cách hiệu quả nhất để buông bỏ là thực hành chánh niệm. Khi chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta học cách nhận biết và quan sát cảm xúc của mình mà không bị cuốn vào chúng. Điều này giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra, thay vì phản ứng một cách vô thức với cảm xúc tiêu cực. Một phương pháp chánh niệm đơn giản mà bạn có thể thực hành là ngồi xuống, thở sâu và chú ý đến cảm giác trong cơ thể mình. Khi một cảm xúc tiêu cực xuất hiện, hãy nhận diện nó, nhưng đừng để nó kiểm soát bạn. Hãy hỏi bản thân, cảm xúc này có thực sự mang lại lợi ích cho mình không? Nó có giúp mình giải quyết được vấn đề hay chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn? Khi bạn đặt ra những câu hỏi này, bạn sẽ dần nhận ra rằng hận thù chỉ là một gánh nặng mà bạn không cần phải mang theo. Một ví dụ đơn giản là khi ai đó cắt ngang bạn trên đường. Phản ứng đầu tiên có thể là tức giận và mong muốn trả đũa. Nhưng thay vì để cảm xúc đó làm hỏng cả ngày của bạn, hãy thử thực hành chánh niệm. Hãy nhận diện sự tức giận của mình, thở sâu. Và tự hỏi, liệu việc tức giận có giúp mình giải quyết được gì không? Khi bạn nhận ra rằng cảm xúc tiêu cực này không mang lại lợi ích gì, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để buông bỏ và tiếp tục ngày mới một cách bình thản. Lợi ích của việc buông bỏ. Khi chúng ta buông bỏ hận thù, chúng ta không chỉ giải phóng chính mình khỏi đau khổ mà còn tạo ra một môi trường tích cực hơn cho những người xung quanh. Một tâm hồn bình an sẽ lan tỏa sự bình an cho những người khác. Chúng ta trở nên dễ dàng hơn trong việc kết nối và xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Trong gia đình, buông bỏ hận thù có thể giúp cải thiện các mối quan hệ. Hãy tưởng tượng bạn và người thân có một cuộc tranh cãi. Nếu cả hai đều giữ chặt lòng tự ái và không chịu nhượng bộ, mối quan hệ sẽ ngày càng căng thẳng. Nhưng nếu một trong hai người quyết định buông bỏ và bước đến hòa giải, không khí gia đình sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Trong công việc, việc buông bỏ hận thù cũng giúp chúng ta duy trì một tinh thần tích cực và hiệu quả hơn. Khi chúng ta không để những cảm xúc tiêu cực kiểm soát, chúng ta có thể tập trung vào công việc và đạt được kết quả tốt hơn. Hơn nữa, việc đối xử tử tế với đồng nghiệp, ngay cả khi họ đã làm sai, sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, buông bỏ hận thù không chỉ là hành động mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn là cách để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Khi mỗi người trong chúng ta học cách tha thứ và buông bỏ, chúng ta đang góp phần làm giảm bớt đau khổ và xung đột trong xã hội. Trong hành trình cuộc sống, hận thù là một gánh nặng mà chúng ta có thể lựa chọn để buông bỏ. Hãy chọn sự bình an thay vì thù hận, bởi vì chỉ khi tâm hồn bình an, chúng ta mới thực sự sống trọn vẹn và hạnh phúc. Tha thứ không phải là yếu đuối. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những tình huống khiến bản thân cảm thấy bị tổn thương, bất công hay thậm chí là xúc phạm. Phản ứng đầu tiên của con người trong những tình huống này thường là giận dữ, đau buồn, và khó có thể tha thứ. Chúng ta có thể nghĩ rằng giữ trong lòng những cảm xúc đó sẽ giúp bảo vệ bản thân, nhưng thực tế, sự thù hận chỉ là một gánh nặng khiến ta thêm khổ đau. Chính vì vậy, tha thứ là cách để chúng ta giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ rằng tha thứ là biểu hiện của sự yếu đuối. Họ cho rằng nếu mình tha thứ cho ai đó, điều đó có nghĩa là mình đang chấp nhận sự thua thiệt, hoặc tệ hơn là cho phép người khác tiếp tục làm tổn thương mình. Thực tế không phải vậy. Tha thứ không phải là sự yếu đuối mà là một hành động mạnh mẽ, đòi hỏi sự dũng cảm và nội lực. Tha thứ là một hành động của sức mạnh. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không chỉ giải thoát cho người khác mà còn giải thoát chính bản thân mình khỏi sự giam cầm của hận thù.
hãy thử nghĩ đến một người đã làm tổn thương bạn trong quá khứ. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, bạn cảm thấy đau đớn, tức giận, và đôi khi còn nghĩ về cách trả thù. Nhưng cảm giác này không làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nó chỉ khiến tâm trí bạn tràn ngập sự tiêu cực và mất đi sự thanh thản. Khi bạn quyết định tha thứ, bạn không còn để những cảm xúc này kiểm soát cuộc sống của mình nữa. Thay vào đó, bạn lấy lại quyền kiểm soát tâm hồn, và chỉ khi ấy bạn mới thực sự giải thoát bản thân khỏi những xiềng xích vô hình của quá khứ. Một câu chuyện có thật mà nhiều người biết đến là câu chuyện của Immaculée Ailibagiza, một người phụ nữ Rwanda đã sống sót sau cuộc diệt chủng ở quê hương mình vào năm 1994. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến, hàng triệu người bị sát hại, và Immaculée đã phải chứng kiến gia đình mình bị giết hại dã man. Cô đã trốn thoát bằng cách ẩn náu trong một căn phòng nhỏ suốt nhiều tuần lễ. Khi chiến tranh kết thúc, dù mang trong lòng nỗi đau khôn nguôi về những gì đã xảy ra với gia đình mình, Immaculée đã chọn con đường tha thứ. Cô nói rằng, tha thứ là sức mạnh, nó không phải là sự yếu đuối. Tha thứ giúp chúng ta vượt qua nỗi đau và tìm lại sự bình an. Câu chuyện của Immaculée không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của tha thứ, mà còn cho thấy rằng, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, con người vẫn có thể lựa chọn con đường hòa bình. Một ví dụ gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày có thể là một xung đột tại nơi làm việc. Bạn có thể gặp phải một đồng nghiệp khó chịu, người luôn cố gắng hạ thấp danh dự của bạn trước mặt sếp hay đồng nghiệp khác. Mỗi ngày đến công ty, bạn cảm thấy căng thẳng và bực bội khi phải đối diện với người đó. Thậm chí, có thể bạn đã nghĩ đến việc đối đầu hay trả đũa để giành lại sự tôn trọng mà mình xứng đáng có được. Nhưng hãy suy nghĩ sâu hơn, liệu hành động trả đũa có thực sự mang lại cho bạn sự thanh thản hay chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn? Nếu bạn chọn cách tha thứ và không để những hành động tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và dần dần, người kia có thể nhận ra sự sai trái của họ mà không cần bạn phải ra tay. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận những hành vi sai trái hoặc để người khác tiếp tục làm tổn thương mình. Tha thứ là cách bạn tự giải phóng mình khỏi những cảm xúc tiêu cực và tìm đến sự bình an. Điều quan trọng là bạn vẫn có thể thiết lập ranh giới với người khác. Nếu ai đó làm tổn thương bạn, điều đó không có nghĩa bạn phải để họ làm điều đó lần nữa. Tha thứ không có nghĩa là mời gọi sự lạm dụng. Thay vào đó, tha thứ là việc từ bỏ sự oán hận và cho phép bản thân tiến lên phía trước mà không mang theo gánh nặng từ quá khứ. Một ví dụ khác là trong một mối quan hệ tình cảm. Khi bạn cảm thấy bị phản bội bởi người bạn đời của mình, cảm giác bị tổn thương này thường rất sâu sắc, và nhiều người cảm thấy khó có thể tha thứ. Tuy nhiên, có những cặp đôi đã chọn con đường tha thứ, vượt qua sự đau đớn và hàn gắn lại mối quan hệ của họ. Tha thứ trong tình yêu không phải là việc quên đi hay phủ nhận lỗi lầm của người kia, mà là việc chọn yêu thương hơn là oán giận. Qua thời gian, khi hai người cùng nhau làm việc để xây dựng lại niềm tin, họ có thể tạo ra một mối quan hệ mạnh mẽ hơn, đầy hiểu biết và sự tôn trọng. Tha thứ không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn về tinh thần, mà còn mang lại lợi ích lớn về mặt sức khỏe. Khi chúng ta giữ trong lòng sự oán giận, cơ thể chúng ta sản sinh ra các hormone căng thẳng như cortisol, gây hại cho sức khỏe. Những người ôm giữ hận thù thường dễ bị stress, cao huyết áp và các vấn đề về tim mạch. Ngược lại, những người biết tha thứ có xu hướng khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lòng tha thứ giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tha thứ không chỉ là một hành động tinh thần mà còn có ảnh hưởng lớn đến cơ thể chúng ta. Có một câu nói nổi tiếng, giữ thù hận giống như uống thuốc độc và mong người khác chết. Điều này có nghĩa là khi chúng ta ôm hận thù trong lòng, người chịu khổ nhất không phải là người làm tổn thương chúng ta mà chính là chúng ta. Chúng ta giam cầm bản thân trong sự giận dữ, đau khổ và không thể tiến lên phía trước. Tha thứ giúp chúng ta buông bỏ những cảm xúc đó, giải phóng bản thân và tìm thấy sự thanh thản. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể học cách tha thứ? Trước hết, hãy nhớ rằng tha thứ là một quá trình. Bạn không cần phải tha thứ ngay lập tức, đôi khi, cần có thời gian để vết thương lòng lành lại. Điều quan trọng là bạn sẵn sàng mở lòng và tìm cách vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Một cách tốt để bắt đầu là thử đặt mình vào vị trí của người khác. Họ có thể đã hành động sai, nhưng có lẽ họ cũng đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống mà bạn không biết.
Khi bạn hiểu rằng ai cũng có những nỗi khổ riêng, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tha thứ. Hãy nhớ rằng, tha thứ không phải là quên đi, mà là học cách chấp nhận. Bạn không cần phải phủ nhận những gì đã xảy ra, nhưng bạn có thể chọn không để điều đó kiểm soát cuộc sống của mình. Tha thứ giúp bạn giải phóng bản thân khỏi quá khứ và hướng tới tương lai với tâm trạng bình an hơn. Cuối cùng, tha thứ không chỉ là món quà bạn dành cho người khác mà còn là món quà bạn tự trao cho chính mình. Nó giúp bạn không còn bị ràng buộc bởi những đau đớn của quá khứ, và thay vào đó, bạn có thể tập trung vào việc sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Tha thứ là con đường dẫn đến sự bình an nội tại, và chỉ khi bạn buông bỏ thù hận, bạn mới thực sự tự do. Câu chuyện về tha thứ không chỉ dành cho những tình huống lớn lao trong cuộc sống mà có thể áp dụng cho những điều nhỏ nhặt nhất. Khi ai đó làm bạn tổn thương bằng lời nói, khi đồng nghiệp làm bạn thất vọng hay khi những người thân yêu có hành động không đúng mực, bạn đều có thể lựa chọn tha thứ. Đó là một lựa chọn mạnh mẽ và đầy ý nghĩa, vì tha thứ mang lại sự bình an cho chính bạn. Hãy luôn nhớ rằng, tha thứ không bao giờ là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sức mạnh nội tại. Xây dựng cuộc sống an lạc từ tâm từ bi. Trong một xã hội đầy những xung đột và căng thẳng, việc giữ cho tâm hồn mình luôn bình an dường như là một thử thách lớn. Mỗi ngày, chúng ta dễ dàng gặp phải những tình huống khiến mình cảm thấy bị tổn thương hoặc bất công. Những lời nói thiếu tế nhị, sự phản bội trong tình cảm hay những va chạm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể khiến chúng ta giữ trong lòng cảm giác giận dữ và hận thù. Tuy nhiên, như bài kệ đã dạy, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi, cách duy nhất để đạt được sự bình an thực sự là buông bỏ những cảm xúc tiêu cực và thực hành lòng từ bi. Tâm từ bi không phải là một khái niệm xa lạ trong cuộc sống. Đó là lòng tốt và sự yêu thương mà chúng ta có thể dành cho mọi người xung quanh, bao gồm cả những người đã làm tổn thương chúng ta. Tâm từ không chỉ giúp chúng ta giải thoát khỏi sự đau khổ do hận thù mang lại mà còn tạo ra một môi trường sống tích cực, nơi tình yêu và sự thấu hiểu lan tỏa. Tâm từ bi bắt đầu từ đâu? Thực hành lòng từ bi không có nghĩa là phải trở thành một nhà sư hay sống theo đạo Phật, mà đó là một sự lựa chọn trong cuộc sống hàng ngày. Lòng từ bi bắt đầu từ việc nhận ra rằng ai trong chúng ta cũng có thể phạm sai lầm. Chúng ta đều có những lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình và làm tổn thương người khác một cách vô ý hay cố ý. Khi hiểu rằng mọi người đều có thể mắc lỗi, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tha thứ và không giữ hận thù. Ví dụ, khi ai đó làm điều gì đó khiến bạn đau khổ, thay vì nuôi dưỡng lòng oán giận, hãy thử nghĩ đến hoàn cảnh của họ. Có thể người đó đang trải qua những khó khăn trong cuộc sống, đang chịu áp lực mà bạn không biết. Một đồng nghiệp chỉ trích bạn trước mặt mọi người có thể không phải vì họ ghét bạn, mà bởi họ đang bị stress bởi những áp lực công việc khác. Khi hiểu được lý do đằng sau hành động của họ, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tha thứ. Thực hành lòng từ bi qua từng hành động nhỏ. Lòng từ bi không cần phải thể hiện qua những hành động lớn lao mà có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng, việc thực hành lòng từ bi cũng giống như tập thể dục cho tâm hồn, càng thực hành, trái tim của chúng ta càng trở nên rộng mở và dễ dàng hơn trong việc tha thứ. Một cách thực hành đơn giản là hãy luôn nhớ đến lòng biết ơn. Khi bạn cảm thấy giận dữ hoặc bực bội, hãy dừng lại và nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy biết ơn những người đã giúp đỡ bạn, những khoảnh khắc hạnh phúc mà bạn đã trải qua. Sự biết ơn giúp chúng ta nhớ rằng cuộc sống không chỉ toàn những điều tiêu cực, mà còn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta khám phá. Ví dụ, trong một ngày tồi tệ khi bạn gặp phải một khách hàng khó tính hoặc bị đồng nghiệp hiểu lầm, hãy thử tìm đến những điều tích cực, một lời khen từ người thân, một bữa ăn ngon, hoặc thậm chí là một ngày nắng đẹp. Khi chúng ta tập trung vào những điều tích cực, những cảm giác tiêu cực sẽ dần phai nhạt. Lợi ích của tâm từ bi trong các mối quan hệ. Trong các mối quan hệ, từ gia đình, bạn bè đến đồng nghiệp, việc nuôi dưỡng lòng từ bi và tha thứ là yếu tố quan trọng giúp duy trì và phát triển mối quan hệ vững bền. Khi chúng ta biết buông bỏ những giận hờn, những mối quan hệ trở nên nhẹ nhàng và hài hòa hơn. Hãy tưởng tượng bạn đang có mâu thuẫn với một người bạn thân. Hai người đã từng rất gần gũi, chia sẻ nhiều niềm vui, nhưng rồi một hiểu lầm nhỏ khiến cả hai dần xa cách. Nếu bạn tiếp tục giữ sự giận dỗi trong lòng, mối quan hệ này có thể sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, nếu bạn chủ động mở lòng,
nói chuyện với người bạn đó và giải quyết vấn đề, bạn sẽ thấy rằng việc tha thứ không chỉ mang lại sự nhẹ nhõm cho tâm hồn mà còn giúp hàn gắn mối quan hệ. Một ví dụ khác từ gia đình, nhiều bậc cha mẹ thường cảm thấy thất vọng hoặc giận dữ khi con cái không làm theo ý muốn của mình. Những cuộc cãi vã giữa cha mẹ và con cái có thể để lại những vết thương lòng sâu sắc nếu không được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, thay vì để cơn giận chi phối, hãy thử đặt mình vào vị trí của con cái và hiểu rằng chúng cũng có những suy nghĩ, cảm xúc và áp lực riêng. Khi cha mẹ học cách lắng nghe và thấu hiểu, mối quan hệ giữa họ và con cái sẽ trở nên gần gũi và hài hòa hơn. Tâm từ bi giúp xây dựng sự nghiệp và thành công. Trong môi trường công việc, lòng từ bi có thể là chìa khóa giúp bạn thành công không chỉ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp mà còn trong việc phát triển sự nghiệp. Một lãnh đạo có lòng từ bi sẽ biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự phát triển của từng cá nhân. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả công việc, một người lãnh đạo biết sử dụng lòng từ bi sẽ luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của nhân viên. Điều này không chỉ giúp giảm căng thẳng trong công việc mà còn tăng cường sự gắn kết trong nhóm. Nhân viên sẽ cảm thấy được tôn trọng và quan tâm, từ đó họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và trung thành với công ty hơn. Ví dụ, một người lãnh đạo khi thấy nhân viên mắc sai lầm thay vì chỉ trích ngay lập tức, họ có thể lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự việc. Có thể nhân viên đó đang gặp khó khăn trong cuộc sống cá nhân hoặc chưa hiểu rõ nhiệm vụ được giao. Thay vì phê bình, người lãnh đạo có thể đưa ra lời khuyên và giúp đỡ, tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi và cải thiện. Điều này không chỉ giúp công việc trôi chảy mà còn xây dựng một văn hóa làm việc tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Sự tha thứ và lòng từ bi trong mối quan hệ với bản thân. Cuối cùng, một trong những khía cạnh quan trọng nhất của lòng từ bi là việc áp dụng nó cho chính bản thân mình. Chúng ta thường khó khăn nhất trong việc tha thứ cho chính mình khi mắc sai lầm. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ mãi tự trách móc và hối hận, điều đó chỉ làm tăng thêm đau khổ. Hãy nhớ rằng, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Mỗi sai lầm đều là một bài học để chúng ta rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Khi bạn thực hành lòng từ bi với bản thân, bạn sẽ học được cách tha thứ cho chính mình, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn trong việc đối diện với khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Ví dụ, khi bạn thất bại trong một dự án hoặc mắc sai lầm trong công việc, thay vì chìm đắm trong sự thất vọng và hối tiếc, hãy tự nhủ rằng sai lầm này là một phần của quá trình học hỏi. Mình sẽ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn lần sau. Bằng cách nhìn nhận sai lầm một cách tích cực, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và không còn gánh nặng tâm lý. Kết luận, tâm từ bi là con đường dẫn đến an lạc. Trong một thế giới đầy biến động, thực hành lòng từ bi là chìa khóa giúp chúng ta tìm thấy sự bình an và hạnh phúc. Từ những hành động nhỏ nhặt hàng ngày đến việc tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, mỗi bước tiến trong việc thực hành lòng từ bi sẽ giúp chúng ta đến gần hơn với một cuộc sống an lạc. Hãy nhớ rằng, lòng từ bi không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn là một món quà vô giá mà chúng ta trao tặng cho chính mình. Khi trái tim chúng ta được lấp đầy bởi sự yêu thương và khoan dung, chúng ta sẽ không còn cảm thấy bị xâm chiếm bởi những cảm xúc tiêu cực. Và khi ấy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn từng ngày. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 4 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 5. Phẩm song yếu.